Nhân dịp vũ trụ điện ảnh DC reset toàn bộ, xin giới thiệu với tất cả các bạn một vũ trụ hay đến mức người duy nhất dám reset nó là người xóa bảng The Flash. Đó chính là vũ trụ hoạt hình DC được chuyển thể từ thời kỳ New 52 của DC Comics. Các ông muốn ai lên màn ảnh? Các ông muốn bất kỳ siêu anh hùng nào ở đây có hết và chắc chắn là hay hơn vũ trụ điện ảnh DC. Sau đây sẽ là tóm tắt toàn bộ những diễn biến đã xảy ra trong vũ trụ hoạt hình DC. Mở đầu là câu chuyện của The Flash, người đàn ông nhanh nhất hành tinh. Khi còn nhỏ, anh đã gặp phải một biến cố lớn, mẹ anh chết, bố anh mồ côi vợ và bị đổ oan tội giết người. Cho đến nay, Barry vẫn luôn ân hận Giá mà trong cái ngày định mệnh đó Anh không tạt qua tiệm net làm vài game Aram với bọn bạn mà về sớm hơn Thì có lẽ mọi chuyện đã khác Iris trắng nói rằng anh đừng trách mình quá Đôi lúc Aram cũng rất hay Nhưng Barry vẫn nghĩ rằng mình có thể bằng một cách nào đó sẽ thay đổi được quá khứ Đúng lúc đó, có một vụ tấn công tại bảo tàng Flash. Barry mặc bộ đồ đỏ bó sát đít quen thuộc của mình lên đường. Những kẻ thù quen thuộc của The Flash tìm anh để trả thù. Trong đó có Top, Mirror Master và Heatwave. Bọn này toàn người thường, phản diện thuộc hàng tôm hàng tép nên Barry không mất quá nhiều thời gian. Thứ duy nhất có thể hạ anh là một cú trượt chân. Captain Boomerang và Captain Cole xuất hiện. Chúng bắn một loại keo dính chặt Barry vào tường. Toàn bộ kế hoạch này là của Reverse Flash. Vì là người yêu của nhau nên Reverse Flash không hề muốn giết Barry. Mà hắn chỉ muốn anh đau khổ, phá hủy mọi thứ anh có bao gồm cái bảo tàng Flash này và sắp tới là toàn bộ Central City. Với số bom mà hắn đã cài sẵn vào năm thằng đần tội phạm kia, Barry cố gắng dãy dụ biến mình thành một chiếc máy dùng nhưng nó chỉ có tác dụng với chị em phụ nữ chứ cái keo này thì chịu. Anh chuyển sang hất nó về phía Reverse Flash, kéo nhau cùng chết cho vui. Reverse Flash thà chết chứ không chịu hy sinh, miễn là Flash đau khổ. Nhưng người mồ côi đã đến, mang theo cả liên minh công lý. Diana dùng dây thừng sự thật để tìm cách gỡ quả bom vì đây là loại bom một đi không trở lại. Từng thành viên mang năm quả bom đi thật xa khỏi thành phố. Aquaman gọi các vi sinh vật đến để ăn sạch quả bom. Cyborg sử dụng công nghệ cao gỡ bom. Diana dùng lực ném quả bom lên cao. Superman dùng tay mình chắn bom. Còn Batman, anh dùng máy hàn. Cả năm quả bom đã được gỡ. Flash dùng cực nhanh tạo ra một xung chấn phá vỡ quả bom. Toàn bộ kế hoạch của Reverse Flash thất bại. Nhưng có một thứ mà hắn đã thành công, đó là giết mẹ của Barry. Những câu nói của Reverse Flash đã làm Barry chạy lòng, thúc đẩy anh làm một điều gì đó. Barry chạy về, chớp mắt tỉnh dậy. Barry không hề nhận ra thế giới đã thay đổi. Đầu tiên là việc Elongated Man đã bị sát hại. Captain Cole và Captain Boomerang lại đánh lẫn nhau. Anh không còn là The Flash và kỳ lạ hơn, mẹ anh vẫn còn sống. Barry cứ ngỡ đây là mơ. Anh ôm mẹ mình vào lòng và thú nhận thân phận The Flash với mẹ. Nhưng Flash không hề tồn tại trong thế giới này. Siêu anh hùng duy nhất mẹ anh biết là Batman, người lúc này đang có trận chiến với Harley Quinn. Anh tra hỏi Harley Quinn về vị trí của Joker ả à, không nói và Batman ném ả xuống dưới. Cyborg kịp thời đến cứu Holly ở vũ trụ này. Cyborg là con chó săn của chính phủ làm những việc chính phủ giao. Anh đến đây để chiêu mộ Batman cho một đội siêu anh hùng của chính phủ. Họ có nhiệm vụ hỗ trợ trong thế chiến 3 diễn ra giữa người Atlantis và người Amazon, đứng đầu bởi Aquaman và Wonder Woman. Con người phải ngăn chặn họ nếu không muốn thế giới hủy diệt. Batman không chấp nhận gia nhập và ra về. Trong lúc đó, Barry đến tìm Iris trắng để làm rõ mọi việc. Iris trắng ở thế giới này đã có chồng có con. Thế là mọi việc đã quá rõ ràng. Barry lên xe đến dinh thự Wayne tìm Bruce giúp đỡ. Anh vào hang rơi và thấy một khẩu súng Batman gì lại chơi súng Barry chưa cần thắc mắc lâu thì Batman đã xuất hiện Barry cố gắng gọi tên Bruce Nhưng Bruce Wayne này đã chết Batman này là bố của Bruce, Thomas Wayne Trong lúc đó ngoài Thái Bình Dương Lex Luthor đã tìm được nguồn năng lượng có khả năng hủy diệt nhân loại của người Atlantis Tuy nhiên khi đến nơi anh bị đoàn quân của Aquaman chặn lại Đội quân của con người dẫn đầu bởi Deathstroke với số lượng có hạn Địa hình không ủng hộ, ping cao nên đã bị người Atlantis áp đảo. Lex Luthor lên thớt, nhưng anh đã kịp gửi thông tin về cho đất liền. Tổng thống sau khi nhận được thông tin liền thông báo cho Cyborg, nhưng hiện Cyborg vẫn chưa lập được đội siêu anh hùng do Batman không tham gia. Không có Batman thì cút, đó là phương châm của tổng thống. Và Cyborg bị đá khỏi nhiệm vụ, quay trở lại với Flash. Anh đang bị Batman đánh đập, bẻ từng ngón tay của anh để hỏi cung. Barry nói mình từ vũ trụ khác đến và muốn dùng chiếc nhẫn Flash để chứng minh. Nhưng bên trong đó lại là bộ đồ của Reverse Flash. Mọi chuyện giờ đã rõ tất cả chuyện này đều là do reverse flash dựng lên hắn ta đã thay đổi toàn bộ dòng thời gian đảo lộn cuộc sống của barry và đưa bộ trang phục này cho anh để khiêu khích barry xin batman hãy giúp mình bắt thorn để anh có thể đưa mọi thứ quay trở lại batman không tin barry nhưng nếu anh có thể sửa đổi mọi chuyện con trai ông bruce wayne sẽ có thể sống lại dù là ở một vũ trụ khác Chính vì điều này mà ông đã đồng ý giúp Barry tạo ra hiện trường y hệt như vụ tai nạn giúp anh có được sức mạnh và nó đã biến anh thành người khuyết tật. Trong lúc bất tỉnh, Barry đã nhìn thấy toàn bộ lịch sử của thế giới này. Superman không hề rơi xuống cánh đồng ngô mà rơi thẳng vào trung tâm thành phố. Người Atlantis và Amazon trước đây có giao kết bằng hữu, nhưng Aquaman lại ngủ với Wonder Woman, Mera Gen, nên đã ỉa ở trên giường của Wonder Woman để trả thù, ăn nhầm vũ trụ. Mera tìm đến Diana để trả thù, Diana giết Mira. Thế là Amazon tới công chuyện với Atlantis. Còn về gia đình nhà Wayne, Bruce đã là người bị giết đêm hôm đó. Mẹ anh hóa điên trở thành Joker, bố anh thì trở thành Batman. Nhà Wayne đạt chứng nhận gia đình hạnh phúc. Barry tỉnh lại, anh muốn tiếp tục làm thí nghiệm một lần nữa vì ký ức của anh đang hợp nhất dần với thế giới này. Nếu còn tiếp tục, anh sẽ dần quên mất thế giới cũ. Cái này thì quá dễ cho Batman. Anh lại bế Barry lên ghế điện một lần nữa và lần này đã thành công. Vì không thành công thì xác Barry sẽ nát vét. The Flash cuối cùng cũng đã quay trở lại. Các vết thương của anh nhanh chóng được hồi phục. Flash không chờ được nữa, ngay lập tức chạy về quá khứ nhưng năng lượng Speed Force của anh là không đủ vì Reverse Flash đã lấy toàn bộ Speed Force trong thực tại này. Họ cần một người có siêu tốc độ ngang ngửa Flash để thực hiện du hành thời gian đó chính là superman trong tâm trí của barry anh đã nhìn thấy superman đã rơi vào giữa thành phố và nơi đó cho đến nay vẫn là điểm nóng kinh doanh bất động sản batman liên hệ với cyborg để tìm hiểu ông đồng ý gia nhập chiến đội của cyborg ngược lại anh phải cung cấp thông tin về superman cyborg hack vào hệ thống của chính phủ và đưa flash và batman đến chỗ superman ở vũ trụ này superman bị chính phủ bắt nhốt từ bé và không được hít ánh mặt trời nên anh trở thành Coi xương men cả nhóm bị quân đội chặn cửa nhờ ánh sáng chân lý trói qua tim Superman lấy lại được sức mạnh nhưng anh không kiểm soát được nó và vô tình hủy diệt toàn bộ mọi thứ xung quanh. Superman ân hận bay đi, còn The Flash bắt đầu dãy dụa, những ký ức của anh đang bị thay đổi. Thế là đến cứu Superman coi như là công cốc. Trong khi đó, cuộc chiến giữa người Atlantis và người Amazon vẫn tiếp diễn. Đội của Batman tiến đến London chuẩn bị cho trận chiến lớn hơn. Người Atlantis tiến lên đất liền và bị người Amazon tập kích. Wonder Woman tìm thẳng đến chỗ Aquaman nói chuyện. Mục tiêu của đội Batman cũng tương tự, chỉ cần bắt được Wonder Woman và Aquaman là mọi chuyện sẽ chấm dứt. Họ tách hai người ra Shazam đối đầu với Wonder Woman, còn Aquaman phải cân cả Cyborg, Batman và Flash. Batman bị hất văng ra ngoài, ông bị trúng đạn. Barry đưa Batman đến nơi an toàn và gặp lại người yêu cũ của mình, Reverse Flash. Hai người đã có một trận chiến mà camera không bắt kịp, chạy đua một hồi, Barry thua. Reverse Flash đầm gãy chân Barry, hắn giải thích cho Barry, lúc anh quan hệ với người yêu, Chính hắn đã quay tay cho anh với tốc độ ánh sáng để khiến anh ra. Và tất cả những gì xảy ra ở thực tại này đều do Barry gây nên. Vì anh đã chạy ngược về quá khứ để cứu mẹ của mình. Chỉ một thay đổi nhỏ cũng có thể thay đổi toàn bộ thế giới. Hắn ta nhấc đầu Barry lên và bắt anh chứng kiến mọi thứ mà anh đã gây ra. Cyborg chết, Shazam chết, Aquaman cũng chết. Vũ khí hủy diệt của Atlantis kích hoạt. Toàn bộ thế giới sắp bị hủy diệt, tất cả là tại Barry. Chừng nào Reverse Flash còn dùng Speed Force, Barry sẽ không thể làm được gì cả. Nhưng Batman xuất hiện và bắn vỡ sọ hắn ta. Ông đưa cho Barry một bức thư và nói với anh Run, Barry, run Barry với cái chân quẻ chạy hết tốc lực Xuyên phá bức tường thời gian Anh gặp lại chính bản thân đang cố gắng chạy về quá khứ để cứu mẹ Flash cản đời anh ta lại Và tỉnh dậy một lần nữa Cuối cùng thì mẹ anh cũng đã chết Thế giới đã không còn tận thế Iris trắng vẫn là vợ của anh Mọi thứ đã trở lại bình thường Có những thứ trong cuộc đời Chúng ta phải chấp nhận thay vì cố gắng thay đổi nó Barry chạy đến hang rơi để kể mọi chuyện cho Bruce Anh đưa bức thư của Thomas Wayne cho Bruce Batman dừng dừng nước mắt Cảm ơn Barry vì đã mang bức thư cho mình Barry tiếp tục chạy trên đôi chân của mình và chính thức trở thành người xóa bảng của vũ trụ DC. Một thời gian sau, thế giới tuy không bị hủy diệt nhưng mọi thứ cũng đã không còn được như trước. Liên minh công lý chưa từng được thành lập và các thành viên cũng đã không còn quen biết nhau. Tại Gotham lúc này đang có sự xuất hiện của một loại quái vật có hình dạng giống rơi tên là Parademon. Batman lên đường điều tra và gặp được Green Lantern, Hal Jordan. Hai người cùng nhau truy đuổi con Parademon xuống dưới cống. Bọn chúng đang đặt bom trong khắp thành phố. Sau khi đặt xong, chúng liền lập tức tự sát tại chỗ. Batman phát hiện ra đây là một loại máy tính ngoài hành tinh với cái tên Mother Box, anh cùng Lantern đến Metropolis để tìm kiếm thông tin. Họ đụng độ với Superman. Lantern tuổi tôm nên bị Superman hạ gục. Batman đối đầu với Superman, không có Kryptonite nên Superman đương nhiên thắng. Batman sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất, gọi tên thật của Superman. Trận chiến dừng lại, ba người cùng nhau bàn luận xem đang có chuyện gì xảy ra với trái đất. Trong khi đó tại Star Labs, Tiến sĩ Stone cũng đang trong quá trình tìm hiểu thiết bị này. Vài ngày trước Flash đã mang nó đến cho ông. Vì quá mải mê với công việc, Tiến sĩ Stone không thể đến xem trận bóng của con trai ông, Victor Stone. Tuy giành chiến thắng nhưng Victor không được vui cho lắm. Bố anh thậm chí còn không nghe điện thoại. Một cậu bé đột nhiên chạy vào để trốn khỏi bảo vệ, đó là Billy Batson aka Shazam. Billy đến đây để xin áo đấu của Victor. Sau đó, Victor đến tìm bố mình để xem ông bận bịu đến mức nào. Hóa ra ông chả bận con mẹ gì hết, nhưng cũng sẽ không bao giờ đến xem anh thi đấu. Victor tức giận cầm lấy motor box, đột nhiên nó phát nổ, thổi bay Victor và tạo ra một cánh cửa xuyên không gian. Ở phía Batman cũng có một tình trạng tương tự xảy ra, hàng loạt con Parademon chui ra từ cánh cổng. Khác với bên Batman có Superman và Lantern trợ giúp, bên Starlab thất thủ, Victor có bị thương nặng, buộc tiến sĩ Stone phải đưa anh đi chữa trị khẩn cấp. Ông sử dụng máy cấy ghép da để chữa cho Victor, nhưng năng lượng Mother Box đã nhập vào trong anh, thu hút toàn bộ kim loại xung quanh và biến Victor thành nửa người nửa máy. Cyborg chính thức ra đời, trong lúc đó tại Nhà Trắng, Tổng thống cũng đang gặp nguy hiểm. Wonder Woman vô tình có mặt tại đây với nhiệm vụ ngoại giao đã tiêu diệt đũ Parademon và giải cứu Tổng thống. Các khu vực dân cư cũng bị tấn công, Billy biến thành Shazam và lên đường trợ giúp quay trở lại Star Labs. Victor tranh cãi với bố của mình lần đầu tiên ông biết quan tâm đến anh là lúc anh không còn là con người nữa. Victor chạy đến chỗ cánh cổng dữ liệu của anh ngay lập tức được cập nhật. Bọn Parademon này là lính của một đế chế hùng mạnh đứng đầu bởi Darkseid và chúng chuẩn bị tổ chức một cuộc tấn công lên trái đất. Anh đem thông tin này đến chỗ Batman. Tất cả mọi người đã tụ họp tại đây bao gồm cả Shazam và Flash. Chưa kịp nói xong, hàng loạt các cỗ máy kỳ lạ mọc lên trong thành phố và Darkseid xuất hiện. Lantern ngựa non háo đá lao lên và bị Darkseid bẻ gãy tay. Darkseid quá mạnh nắm đấm của Superman lưỡi kiếm của Wonder Woman và set của Shazam đều không thể đả thương hắn. Darkseid sau đó niệm chiêu, đập một phát san phẳng mặt đất xung quanh. Chỉ còn Superman và Flash đứng lại, Darkseid bắn Omega Beam về phía hai người. Superman chậm hơn nên bị bắn trúng và bị đưa về tàu của Darkseid. Batman giả làm người dân để bị bắt về tàu địch. Anh phải giải cứu Superman vì anh ta là người gánh kèo. Năm người còn lại phải nghĩ cách ngăn cản Darkseid. Kế hoạch cực kỳ đơn giản. Chọc mù mắt Darkseid là hắn sẽ không bắn được nữa. Năm người kết hợp cùng nhau. Wonder Woman xiên được một bên, Flash xiên nốt bên còn lại. Darkseid đã mù nhưng hắn vẫn còn rất mạnh. Họ cần phải có Superman. Batman lúc này đã đột nhập vào bên trong, nhưng Superman đã nổi điên. Batman hô to, Martha! Thế là Superman không điên nữa, họ trở lại trận chiến. Cyborg tái kích hoạt Mother Box, tạo cánh cổng hút bọn Parademon về nơi sản xuất. Cả 7 người cùng nhau đẩy Darkseid vào cánh cổng, nhưng năng lượng của Mother Box không đủ để đóng cổng. Shazam kéo Victor lên trên cao và sử dụng chiêu cuối Shazam chuyển điện cho Mother Box, cánh cổng đóng lại. Darkseid về nước, công trình của hắn cũng bị sụp đổ. Green Lantern cứu những người bị bắt cóc. Trận chiến đã kết thúc, nhưng lần này không ai đổ lỗi cho các siêu anh hùng cả, thay vào đó là những lời tán dương. Ngày hôm sau, 7 người được tổng thống vinh danh trước toàn quốc. Mỗi người có một chí hướng khác nhau, nhưng định mệnh đã kéo họ lại. Bảy người họ chính thức tập hợp lại thành nhóm The Seven. Ấy ý tôi là Liên Minh Công Lý. Và đó là phần đầu tiên trong series tóm tắt vũ trụ hoạt hình DC của The Reviewer. Nếu bạn quan tâm và mong chờ Liên Minh Công Lý sẽ làm gì trong những phần tiếp theo, hãy like video này và subscribe cho kênh để không bỏ lỡ bất cứ video nào trong tương lai. Tôi quản quại. Xin chào và hẹn gặp lại.